Dạ chị Hương ơi, hôm nay là mình làm được 2 buổi rồi đúng không chị ha? Ừ, đúng rồi. Dạ, sau khi mình làm 2 buổi cái phương pháp Super Nano Collagen á thì chị thấy cái tình trạng da của mình được cải thiện như thế nào vậy chị ha? Chị thấy là da chị nó căng bóng hẳn lên ý. Dạ. Mà đây là những cái chảy xệ là nó cũng không còn nhiều nữa ấy. Dạ, chứ là rất là thích. Em thấy da chị nó sáng hơn nhiều. Trước đây là cái phần da của mình bị sạm hai cái bên gò má này nhiều nè. Thì ở đây em thấy là da chị bắt đầu đều màu hơn, sáng hơn nè. Lỗ chân lông cũng được cải thiện đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái tình trạng cũng như là cái phương pháp mà chị Hương đã điều trị được không ạ? Chị Hương là hiện tại đang thực hiện liệu trình Super Nano Collagen tại Sân Bay. Chị Hương là lúc đầu tiên mà chị Hương đến với BB á, là chị Hương làm Ultherapy mục đích là để nâng cơ. Thì bây giờ sau khi mà cơ mình được săn lên rồi thì chị Hương lại mong muốn là da mình căng bóng hơn, có độ ẩm hơn và sáng liền màu da hơn. Thì bác sĩ đã tư vấn cho chị Hương lựa chọn phương pháp là Super Nano Collagen. Và sau khi thực hiện 2 buổi thì chị Hương thấy là những cái vấn đề của da mình, đặc biệt là vấn đề lỗ chân lông ha, vấn đề sạm nám hai bên má và vấn đề căng bóng da thì đã cải thiện rất là tốt. Và giống như chị Hương chia sẻ thì hiện tại chị Hương cũng rất là hài lòng ha. Đó, thì lý do tại sao mà cái liệu trình Super Nano Collagen lại được ưa chuộng tại BB Thanh Mai như vậy, đó là bởi vì là hiện tại BB Thanh Mai đang sở hữu công thức độc quyền về Super Nano Collagen với những thành phần HA, acid amin, collagen và các vitamin rất cần thiết cho da và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, đem lại sự căng bóng, mướt mát và hồng hào cho làn da của mình. Dạ, thì cái phương pháp này là mình chị Hương, liệu trình của chị Hương là điều trị bao nhiêu lần bác ha? 3 lần. 3 lần đúng không ạ? Thì mỗi lần mình cách nhau thời gian bao nhiêu á? 1 tháng đúng không ạ? Dạ, thì chị Hương ấy, thì trong quá trình chị làm chị có cảm thấy đau không chị? Chị không hề thấy đau luôn ấy. Chị thấy bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng, rất là nhiệt tình ấy. Dạ, thì bây giờ em mời chị Hương cũng như mời bác sĩ tiếp tục điều trị lần thứ 3 của mình ạ. Dạ, em mời chị ạ. Dạ, để có một làn da căng bóng, khỏe, đều màu da như chị Hương thì quý khách hàng hãy liên hệ vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi buổi livestream của ngày hôm nay ạ.